Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin USS Mỹ hỗ trợ Việt Nam đo mức phát thải ô tô tại Sài Gòn và Hà Nội Ngày 7 tháng 3, VOA Tiếng Việt loan tình Mỹ hỗ trợ đo mức phát thải ô tô tại hai thành phố ô nhiễm nhất Việt Nam Theo đó, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ viết tắt USS vừa công bố chương trình hỗ trợ đo kiểm mức độ phát thải của các phương tiện ô tô đang lưu hành tại Hà Nội và Sài Gòn nhằm giúp Việt Nam xây dựng dự thảo quy trình kỹ thuật quốc gia về khí thải góp phần giảm ô nhiễm không khí. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA dẫn thông cáo trên Facebook của USS cho biết ngày 5 tháng 3 rằng, với mục tiêu đánh giá hiện trạng phát thải của phương tiện ô tô, nghiên cứu đánh giá mức độ phát thải từ ô tô đang lưu hành tại Việt Nam do USS hỗ trợ sẽ tiến hành đo kiểm miễn phí mức độ phát thải của 1.200 ô tô đang lưu hành tại Hà Nội và Sài Gòn, đồng thời tìm hiểu thói quen sử dụng nhiên liệu xe ô tô của chủ xe. Thời gian đo độ phát thải từ ô tô trong nghiên cứu này diễn ra từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2024. Dựa trên kết quả đánh giá, nghiên cứu sẽ xây dựng các phương án bảo trì, bảo dưỡng phù hợp đối với các dòng ô tô, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và quy chuẩn Việt Nam về khí thải phương tiện ô tô và hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành tại Việt Nam, vẫn theo thông tin từ USS. USS cho biết dự án này do tổ chức Windrock International thực hiện, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ dự án. Và đây là hình ngày 6 tháng 3, Hà Nội lọt vào bảng xếp hạng đứng đầu thế giới về mức độ ô nhiễm không khí, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân. Nghiên cứu này là một trong những hoạt động của dự án giảm thiểu ô nhiễm do USS tài trợ với mục tiêu hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực giải quyết những thách thức về ô nhiễm môi trường tại các khu vực mục tiêu thông qua cách tiếp cận tác động tập thể. Đáng tiếc, với năng lực quản lý và kiểm soát của chính phủ Việt Nam, qua thực tế đã chứng minh họ không có khả năng giải quyết bất kỳ vấn đề gì và vấn đề ô nhiễm môi trường cũng tương tự có thể nói việc hỗ trợ của uss có lẽ cũng chỉ là công cốc mà thôi sau khi chương trình của uss kết thúc sẽ có báo cáo có giải pháp đề xuất thậm chí có máy móc thiết bị hay tài chính gì đó được hỗ trợ chuyển giao nhưng xong xuôi tất cả chỉ là kế hoạch trên giấy máy móc thiết bị nếu có cũng sẽ ngủ yên trong kho và mèo vẫn hoàng mèo ô nhiễm vẫn tiếp tục ô nhiễm và đây là hình một trạm đăng kiểm bị đình chỉ hoạt động nhân viên bị bắt do vi phạm quy định về dịch vụ kiểm định xe cơ giới, trong đó có kiểm định phát thải khí. Dễ hiểu, năng lực của chính phủ luôn bị hạn chế bởi sự chay lì, lười nhát và cả chất lượng của các bộ nhà nước bởi sự nhũng nhiễu đã thành thói quen của các cơ quan chức năng và bởi thói quen bôi trơn của người dân. Tất cả những thói xấu này chỉ đến khi chế độ Cộng sản chấm dứt, may ra mới có thể thay đổi được. VOA dẫn số liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến hết năm 2021, Cả nước có trên 4,5 triệu xe ô tô và con số này vẫn tiếp tục tăng hàng năm. Đây là một trong những nguồn phát thải ô nhiễm không khí lớn nhất ở các thành phố lớn. Tại Sài Gòn, các phương tiện cơ giới giao thông đường bộ phát thải tới khoảng 75% lượng phát thải bụi PM2.5. Trong khi đó, tại Hà Nội, phát thải của các phương tiện cơ giới cũng được xác định là một trong những nguyên nhân chính gây ảnh hưởng lớn tới chất lượng môi trường không khí. VOA cho biết thêm, ngày 5 tháng 3, hệ thống quan trắc chất lượng không khí IQE ở Hà Nội đo chỉ số ô nhiễm ở mức 232, khiến thành phố này bị xếp là nơi ô nhiễm nhất thế giới. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin USS Mỹ hỗ trợ Việt Nam đo mức phát thải ô tô tại Sài Gòn và Hà Nội. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Điều gì đã xảy ra đối với tham vọng hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Việt Nam? Ngày 5 tháng 3, AFA tiếng Việt có bài, kế hoạch hiện đại hóa quân đội của Việt Nam đang dậm chân tại chỗ. AFA dẫn tính toán của Global Data, một công ty chuyên về thống kê và phân tích dữ liệu cho biết, chi tiêu quốc phòng của Việt Nam được dự kiến là đạt mức hơn 10 tỷ đô la vào năm 2029. Tuy nhiên, AFA cho biết, không phải đến bây giờ Việt Nam mới đẩy mạnh chi tiêu cho quân đội. Trên thực tế, quá trình hiện đại hóa đã được bắt đầu ít nhất trong hai thập kỷ gần đây, khi Việt Nam mua rất nhiều vũ khí từ Nga và một số quốc gia khác. Nhưng kể từ năm 2016, tình hình trở nên im ắng một cách đột ngột. AFA cũng cho biết, ở chiều ngược lại, Trung Quốc vẫn không ngừng xuất xưởng các thế hệ vũ khí mới trên quy mô lớn. AFA dẫn nhận định của giáo sư Kathayer, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực quân sự cho biết, ngay sau kỳ đại hội đảng gần nhất, thì Việt Nam đã công bố một chương trình hiện đại hóa quân sự tầm cỡ với tham vọng hiện đại hóa từ gốc tới ngọn lực lượng quân đội và thứ tự ưu tiên rõ ràng. Nhưng kế hoạch này hiện giờ đang bị khựng lại. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Điều này có nguyên nhân từ các yếu tố trong nền chính trị cả trong nước lẫn thế giới. AFA dẫn lý giải của ông Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành an ninh hàng hải tại trường đại học New South Wales cho rằng sự ra đi của nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là yếu tố chính trị nội bộ ảnh hưởng tới kế hoạch mua sắm quốc phòng của Việt Nam. Một sự thay đổi đáng kể nữa, theo ông Nguyễn Thế Phương, đó là nhận thức của giới lãnh đạo Việt Nam về tình hình an ninh khu vực. Bởi họ tự tin là khả năng tức xảy ra xung đột là không cao. Vì đảng Cộng sản Việt Nam có thể dùng kênh chính trị và ngoại giao để giải quyết tranh chấp với Bắc Kinh, chứ không cần dùng đến giải pháp quân sự. Do vậy, việc đầu tư quá nhiều vào quân đội là không cấp thiết. AFA cho hay, sự thay đổi về cách tiếp cận vấn đề tranh chấp Biển Đông là hệ quả của việc thay đổi chính trị thượng tầng vì nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người có những phát ngôn cương quyết về vấn đề Biển Đông. Nhưng kể từ khi ông Dũng xuống thì những lãnh đạo kế nhiệm ông đã tỏ ra thận trọng hơn. Mặt khác, theo AFA, quân đội Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào vũ khí của Liên Xô trước đây và của Nga sau này với hơn 80%. Số vũ khí mà Việt Nam mua trong khoảng từ năm 1995 đến năm 2021 là từ Nga. Và đây là hình dạng tên lửa mà Việt Nam sở hữu. Tuy nhiên, nguồn cung vũ khí từ Nga đã bị gián đoạn kể từ khi Nga tiến hành chiếm và xác nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 dẫn đến việc bị các nước phương Tây áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt. Mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào năm 2022 khiến phương Tây triển khai các đoạn cấm vận một cách khắc nghiệt hơn. AFA cho rằng với những tác động từ tình hình thế giới, Việt Nam đang đối diện với việc phải thay đổi chiến lược hiện đại hóa để phù hợp hơn với hoàn cảnh và thực tế mới. Thế nhưng theo giáo sư Chatterjee, ở thời điểm hiện tại, chúng ta không biết là chiến lược mới sẽ trông như thế nào và khi nào các quyết định sẽ được đưa ra. Và theo ông Nguyễn Thế Phương, bối cảnh quốc tế bây giờ càng ngày càng phức tạp và khó đoán, đặc biệt là biển Đông và Đài Loan. Thứ hai là quá trình hiện đại hóa hải quân của Trung Quốc diễn ra rất nhanh, người ta nói Trung Quốc đóng tàu như gà đẻ trứng, mỗi năm mấy chục cái. Nếu như Việt Nam vẫn giữ tốc độ hiện đại hóa không quân và hải quân như bây giờ, thì khả năng răng đe về mặt sức mạnh cứng giữa Việt Nam và Trung Quốc càng ngày sẽ càng bị nới lỏng ra. Và trong trường hợp có gì đó xấu nhất xảy ra, thì khả năng đạt được các mục tiêu chiến lược trong xung đột của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Điều gì xảy ra đối với tham vọng hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Việt Nam? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.